Lợi và hại của muối. Sát thủ giấu mặt. Muối là gia vị không thể thiếu trong các món ăn của người Việt Nam, và đại đa số người nông dân Việt Nam ăn rất mặn từ đời này sang đời khác. Vì do nhu cầu lao động nên buộc phải làm việc 6-8 giờ trên đồng ruộng hoặc nương rẫy nắng nóng nên món ăn mặn có 3 ưu điểm. Một, món ăn mặn làm cho ruột non tiêu hóa thức ăn chậm, làm cho thể xác có cảm giác lâu đói, vì thời gian lao động kéo dài suốt 3-4 giờ liên tục một buổi. 2. Ăn mặn rất khát nước và như vậy sẽ uống được nước nhiều lần. Lượng nước này giải nhiệt tốt, làm cho cơ thể rất mát, chống sức nóng mặt trời trong suốt thời gian lao động. 3. Giới nông dân và thợ nghề tuy ăn mặn nhưng do thể xác lao động khá nặng nhọc, nhờ đó cơ thể đổ mồ hôi rất nhiều, vô hình chung muối trôi theo mồ hôi thoát ra ngoài nên thể xác cần duy trì được độ lọc muối. Khuyết điểm. Ăn mặn do tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp truyền lại và con cháu tiếp tục ăn mặn là điều tự nhiên, nhưng nó hoàn toàn không bình thường với con cháu chúng ta tại các thành thị đang phát triển, bởi đa số giới trẻ ngày nay đã thay đổi môi trường sống là không còn ra đồng ruộng cày cuốc, họ học giỏi và được lao động bằng trí não nhưng thói quen ăn mặn không thay vô tình đã tạo ra 3 nhược điểm. Một, thói quen ăn mặn 3 lần một ngày không hề thay đổi trong khi môi trường lao động đã thay đổi, do đó thể xác người làm việc bộ não bị muối gây ức chế rất khó hoặc không thể thích nghi, muối chỉ thích hợp với thể xác đổ mồ hôi mỗi ngày. 2. Thể xác không đổ mồ hôi xả muối nên muối bị tồn đong nhiều trong máu, trong não, trong ngũ tạng, trong cơ bắp, trong xương khớp, vô tình muối bào mòn làm trôi chóc chất nhờn bảo vệ tế bào, gây ra vô số chứng đau bệnh cho những người ngồi làm việc trong các văn phòng máy lạnh mát mẻ. 3. Muối là tác nhân gây ức chế não, nhưng người không đổ mồ hôi vô tình muối bị tồn đọng nhiều trong cơ thể, nó tác động như sau. Muối chính là lực hấp dẫn nước, khi muối tồn nhiều thì tế bào tích trữ nguồn nước, món ăn mặn ngon rất dễ gây mập hoặc béo phì do cơ bắp thuận lợi phát triển. B. Đường là tác nhân gây tiêu thoát nước, nước đi vào và phải thải ra để dành khoảng trống chứa khí oxy, nhưng đa số người kiêng không ăn đường trong khi hệ thống tim mạch chỉ có một khoảng trống nhất định và chia hai cho. Một, máu nước. Vật chất 50% khoảng trống. 2. Khí oxy gen khí có 250% khoảng trống. 3. Tỷ lệ khí oxy 50/50% nước cân bằng thì sức khỏe tốt, nếu tỷ lệ này tăng hoặc giảm, ví dụ 60/40, 70/30, 80/20 cho 1/2 đều gây ra mất cân bằng, đều không thể duy trì sức khỏe ổn định được, có thể nhận biết như sau. A. Nước tiêu vàng thì khí thiếu nhưng cho biết thừa năng lượng. B. Tiểu đêm nhiều lần thì bi thiếu năng lượng nhưng thừa khí. 4. Ăn mặn uống nước nhiều nhưng không đổ mồ hôi xả muối thì muối chính là tác nhân gây ức não, bởi não cần 50% khoảng trống để thông máu, thông khí oxy, thông nước, do đó. A. Người ăn mặn 3 lần, một ngày thì bộ não chậm, còn não trẻ em kém phát triển. B. Người lao động trí não nếu ăn mặn 3 lần một ngày mà thể xác không đổ mồ hôi, chắc chắn bộ não sẽ bị suy thoái và sức khỏe bị xuống cấp nhanh. Muối ơi! Người tốt đến mức làm hại bộ não của giống nòi loài người rồi đây. Muối nói, hỏng phải lỗi tại tôi à nghen. Tác giả chú Phạm Tám. Chú Phạm Kim Tám sinh ngày 15 tháng 1 năm 1951, chú đã mắc ung thư năm 32 tuổi và đã tự chữa khỏi bằng cách vô tình chỉ ăn chè đường 8 năm liên tục trong rủi. Có may nhờ kiếp nạn này, chú Tám đã được bộ não mách bảo tìm hiểu thực hành kiểm chứng để hoàn thiện và hệ thống ra phương pháp cân bằng năng lượng. Chú Tám đã mở khóa học online phương pháp cân bằng năng lượng trên Facebook cho những ai thực tâm muốn tìm hiểu và tự làm bác sĩ cho chính mình, với học phí 1,5 triệu đồng có 12 bài giảng về lý thuyết cơ sở khoa học của phương pháp, nguồn gốc, cách chữa và phòng tránh các loại bệnh vân vân. Có thể học mọi lúc mọi nơi, chỉ cần một cái điện thoại có mạng internet. Sau khóa học về phương pháp Phạm Tám này, bạn sẽ tự chữa bệnh cho bản thân, cho gia đình, cho cộng đồng và còn nhiều hơn thế nữa. Với 1.500.000 đồng, so với những gì bạn được thì số tiền này chỉ là một món quà tặng nhỏ bé bạn tặng cho chú Tám thôi. Để được học, các bạn hãy nhắn tin vào hai Facebook dưới phần bình luận dưới video để biết cách đăng ký.